Nguyễn Bảo Châu. Dương ơi, Nguyễn Bảo Châu. Phải người yêu anh không? Hả? Phải không? Chào các họa sĩ này. Chào Châu nha. Thanh Nguyễn Công.
Nhiều mây trời thế. Chưa em. Tầm 12 giờ mới xong. Tầm 12 giờ anh truyền mới cho anh Trường về. Là sao? À, chào Nguyễn Thành nha. Có ai muốn vẽ tranh tường không? Anh Trường quay cái mặt ra đây xem nào. Cho Châu xem nào. Dương ơi. Ông Trường bảo trai mặt rồi, không cần xem. Tiền là không quan tâm chi dân. Chưa về em ơi, anh Quyền bảo là 12 giờ mới được về. Châu bảo anh Trường ho như ông cụ non, mặc áo ấm vào. Yến bảo là chưa về à anh Quyền kìa. Châu bảo là đi luôn khỏi về. Anh Trường ơi. Trường. Tối nay ông Trường đi nhà nghỉ đấy. Được. Tí anh bảo anh Quyền cho. Kìa anh trai Nguyễn Hải Đăng của em đâu kìa. Bảo Châu. Đăng. Hả? Đâu, quay cái mặt tôi xem nào cho Châu xem mặt này. Đâu đang đâu? Con mặt đây cái nào? Đấy, đẹp trai không? Yến vẫn đang xem này. Còn em gọi gái luôn cho. Ô ông Châu bảo là bảo anh Trường cần em gọi gái luôn cho không. Trời. Ông Trường này ông nấc cả ngày. Sợ thật. Thật rồi. Kìa yeah, anh Trường, Châu bảo gọi gái cho kìa. Cái sạch màu trắng bây giờ vẽ sao?
hôm nào anh có công việc Hải Dương trong khoảng tầm tuần này anh sẽ tuần nữa đi Hải Dương đấy đúng không? Hải Dương kiểu gì chả qua đấy. Đăng ơi, Bảo Châu bảo là anh trai ơi, tình hình là trường bắt nạt em gái nhiều lắm, xử nó cho em nhá. Xử. Xử. Xử đi. Vô tình là anh em tôi đi xuống à? Ông trường bảo làm tình cảm anh em tôi đi xuống. Loại. Tình yêu nào. Muốn đổ sát chồng dậy. Suốt ngày muốn đổ sát. Và ai suốt ngày muốn đổ sát? Ô, cái chú Min đẹp phết. Đồ vô được đấy. Có phụt kìa. Chân anh Quyền. Bê dịch sang tí thôi. Cứ làm đi, Rồi. Ôi biết thế phải làm từ lúc nãy. Làm đi không tí nữa càng ngày càng đông khách đây đang này. Không phụ được đâu. Chấp nhận thôi. Đang à, nãy giờ đang xử trường rồi. Mày lại chuyện gì làm mỗi bước này mày đi mua phòng làm đi. Không con không muốn đi. Đây anh Trường cẩn thận nhá, tôi cho ông cục điện đấy. Anh Quyền lúc nãy Yến bảo là anh về tắm rửa mới được về nhà với tôi ngủ được không? Ok nhau với sướng không? Một điểm không sướng. Vẫy tay luôn. Xịt đẹp hơn nhưng mà bây giờ khách này có thịt không? Có đủ cái thịt thôi. Thấy đổ một trắng anh thấy đây. Đây nè. Đăng rồi. Đăng ơi. Đăng. Đăng gặp tôi từ. Quay đi. Vâng, chúng ta đang được chứng kiến những họa sĩ của nhóm vẽ tranh tường đẹp. Và đây là những nét bút cuối cùng mà các họa sĩ sắp sửa hoàn thành bức tranh của mình. Để tối nay công tác chuẩn bị về Hà Nội. Chúng tôi đang có mặt tại Hưng Nguyên nhé. À, Hưng Yên.
phố nói Hưng Yên, chứ không phải là Hưng Nguyên. Hưng Nguyên là Nghệ An mất rồi. Phải là Nguyễn Văn Sơn. Chắc là kết thúc được rồi nhỉ? Kết thúc chưa quên này? Kết thúc nhá. Cũng lâu rồi đấy. Xin chào các bạn.